Xin chào cả nhà. Tiếp tục với series review về các em loa đang được rất nhiều người quan tâm, thì một đề cử sáng giá lần này đó chính là series Club V đến từ nhà Yamaha. Series Club V của Yamaha thì được rất nhiều người biết đến cũng như rất nhiều người sử dụng rồi. Nhưng mà trong bối cảnh hiện nay thị trường có rất nhiều sản phẩm như thế, tại sao em nó vẫn được nhiều người đánh giá cao? Thì các bạn hãy nhớ xem đến cuối video để cùng giải đáp câu hỏi này nhé. Trước khi đi vào chi tiết sản phẩm thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những đặc điểm nổi bật của dòng Club V. Đặc điểm đầu tiên thì đây là một đội hình toàn diện với hàng loạt ứng dụng. Và đội hình này thì sẽ gồm có 3 loại. Thứ nhất là loa toàn giải. Loa toàn giải thì sẽ có hai model chính là model 12 inch và model 15 inch. Thứ hai là loa siêu trầm với model 15 inch, 18 inch và 2 x 18 inch. Thứ ba là loa kiểm âm với các model 10, 12 và 15 inch. Đặc điểm số 2 là series Club V thì phù hợp với các bàn trộn dòng MX hoặc các ampli dòng V và BX. Dòng loa concert Club V cung cấp phone jack kép kết nối speak công kép cho đầu vào và kết nối song song. Khi sử dụng kết hợp các bộ khuếch đại dòng V, BX, bàn trộn dòng MG, chúng ta có thể thêm loa kiểm âm, một loa siêu trầm để tạo ra một hệ thống âm thanh trực tiếp linh hoạt. Các ES processing chuyển đổi cung cấp trên bàn trộn lên công suất dòng MX và các bộ khuếch đại dòng P hoặc PX tăng cường hiệu suất với các model loa trầm đơn và các model loa kiểm âm cho hiệu quả âm thanh tốt hơn. Đặc điểm vượt trội số 3 đó là dòng Club V thì được cấu tạo từ các chất liệu hàng đầu. Club V thì được người dùng trên toàn thế giới đánh giá cao bởi âm thanh vượt trội và độ bền thì được ghi cùng 5 tháng. Và với dòng Club V này thì chúng ta có thể phân biệt dòng S và dòng C qua mắt thường và cảm nhận từ cái thiết kế của các sản phẩm. Với dòng S thì chất liệu sẽ được làm từ vỏ nỉ, còn dòng C thì chất liệu sẽ là gỗ và sơn. Và các chất liệu này thì sẽ góp phần mang lại chất liệu âm thanh tuyệt vời cho dòng sản phẩm Club V. Đặc điểm thứ tư là thiết kế tinh tế và mạnh mẽ. Lưới tản nhiệt phía trước tăng cường cả phong cách và độ bền. Dòng Concert Club V Series được thiết kế với tay cầm kim loại lớn để cải thiện tính di động. Màu đen mạnh mẽ và tinh tế. Đặc điểm số 5 đó là sự bảo vệ tích hợp. Dòng Concert Club V được cung cấp với một mạch bảo vệ có thể giúp bảo vệ loa treble do phản hồi âm thanh hoặc các nguyên nhân khác. Đặc điểm số 6 là ổ cắm loa 1-3/8 inch. Hầu hết các sản phẩm của series Club V được trang bị một ổ cắm để sử dụng với chân của loa. Bạn có thể lắp đặt các loa này trên một bệ của loa khác với đường kính tiêu chuẩn từ 1-3/8 inch. Và đặc điểm cuối cùng là các model loại A sẽ có lắp đặt giá đỡ hoặc giá treo. Các model loại A có thiết kế lỗ lắp vít cho bu lông có khuyên từ 3-8 inch, 3 lỗ trên đỉnh và đáy và 2 lỗ trên mỗi bên ở phía sau để treo, có giá đỡ tùy chọn để dễ dàng lắp đặt trên cột, trần hoặc tường. Với các đặc điểm nổi bật mình vừa chỉ ra vừa rồi thì chắc là có lẽ chúng ta đã trả lời được cho câu hỏi là tại sao series Club V lại được nhiều người săn đón và nhiều người đánh giá cao đến như vậy. Và sản phẩm loa toàn giải C115V chính là một thế hệ thứ 5 trong series Club V với các đặc điểm nổi trội. Thứ nhất, đây là loa toàn giải với khung 15 inch. Xử lý âm thanh công suất lên tới 1000W, loa kèn CD 90 x 45 độ, ổ cắm trong để treo chân đỡ. Sản phẩm tuyệt vời cho biểu diễn ca nhạc và hội thảo. Vừa rồi là những thông tin tổng quan về series Club V đến từ Mỹ và đặc biệt là những thông tin chi tiết về em loa toàn giải C115V này. Và nếu như các bạn đang mong muốn mua một sản phẩm chính hãng thì các bạn có thể tìm tới Trung Chính Audio. Trung Chính Audio có 2 cơ sở tại Hà Nội và 2 cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và để nhận những thông tin tư vấn về kỹ thuật miễn phí từ chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0904 5758 56. Và để đặt mua hàng thì các bạn hãy liên hệ tới số 0902 188 722. Và nhớ subscribe kênh YouTube của Trung Chính Audio để nhận những thông tin và những ưu đãi hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Trung Chính Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.